Chính quyền Obama vừa loan báo trừng phạt Nga để đáp lại những cáo buộc Nga tấn công tin tặc và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11. Giới chức nói rằng Mỹ đang trục xuất 35 nhân viên tình báo của Nga và áp đặt chế tài lên hai cơ quan tình báo hàng đầu của nước này. Chính quyền Obama muốn những biện pháp trừng phạt này đi vào hoạt động trước khi tổng thống rời nhiệm sở trong chưa đầy 3 tuần nữa. Bộ ngoại giao Nga trước đó đã lên án việc Mỹ áp đặt những chế tài mới nếu những chế tài mới được áp đặt thành công, vẫn chưa rõ liệu chúng có được tiếp tục duy trì bởi chính quyền Trump sau khi ông nhận chức vào ngày 20 tháng 1 hay không. Lindsey Graham, một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa có tiếng, hôm thứ Tư nói rằng Nga chắc chắn đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và sẽ phải chịu những chế tài mạnh tay của Hoa Kỳ.